chiếc bụng không đái. Không, có con ăn nhiều hơn nữa chị. Bé mỡ của em ăn nhiều lắm, ăn khỏe lắm. Thật sự. Bé mỡ hả? Dạ. Chị dạ cũng mới vừa nhận được một cái chức gọi là chiếc mỏ vàng. Trong làng ăn uống. Trong làng ăn uống. Đó đâu? Thôi chị đừng có giấu chị. Thôi, ơi, chị cũng ăn dữ lắm chị ơi. Chị ăn dữ lắm rồi chị mập nữa. Không có chị ơi, khoan. Cái gì chị? Bây giờ muốn ăn đúng không? Muốn ăn chứ. Bài phát đũa là ok bạn. Đâu có dễ dàng như vậy. Vậy chứ sao? Bây giờ trước khi ăn thì chúng ta phải trải qua một vài câu hỏi trắc nghiệm vui vui về cái chủ đề ngày hôm nay là chủ đề những món ăn ở vùng miền Tây Bắc. Đúng rồi, mình phải có kiến thức chứ. Hồi nãy vô đây là mình mặc đồ mị nè đúng không? Dạ. Dạ. Mình hát nhạc mị. Dạ. Mình nhảy nhạc của mị luôn. Dạ. Dạ. Vậy thì chắc chắn những câu đố mà chị sẽ đố các em cũng sẽ liên quan đến mị. Câu hỏi đầu tiên. Ai giơ tay trước là được ăn nha. Dạ. Mì trong tác phẩm văn học nào? Em. Mời em. A Phủ. Vợ chồng A Phủ. Vợ chồng A Phủ. Đáp án vừa rồi. Mì trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ là chính xác. Yeah. TV được ăn một món. Em sẽ chọn món cá. Rồi, mời Bibi. Cái này lạ nè, mấy món này em cũng đã ăn qua rồi. Cái này chưa ăn. Em xin phép mọi người. Nhưng mà phải quấn một miếng rau rừng. Muộn rồi. Cái người ta ăn ngon không? Ngon không? Cảm nhận. Có mùi xả nè. Cay lắm. Nè, có cay cay. Có mùi xả nè. Có cay cay. Mỹ là người dân tộc nào? À, em biết, em biết. Dân tộc Mông. Có bộ là Bibi có nghiên cứu về Mỹ nhiều lắm đó nha. Có chứ, có chứ. Rồi, Bibi đã đưa ra đáp án đúng cho nên em được ăn một món nữa. Em được ăn nữa, mừng quá. Em sẽ ăn cơm lam. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được ăn cái này nha. Ngon dữ lắm. Sao, cảm giác như thế nào? Nó có bị mặn mặn của muối. Có đậu phộng giòn giòn. Cơm thì rất là dẻo. Rồi bây giờ câu nữa nha, Hải Triều phải được ăn nha. Ráng tập trung nghe câu hỏi nha. Vùng cao nơi Mỹ ở là ở tỉnh nào? Ghen xưa ra. Xưa ra. Làm như biết trước câu hỏi sao chị? Sao biết hay vậy? Trời, em có nghiên cứu mà chị. Wow. Em có học. Sơn La là nằm ở đâu nè? Đông Đốc đó. Wow. Wow. Châu Đốc Sơn La chị nhớ. Có núi Bà Đen. Đào lao. Cho nên cũng không được ăn luôn. Hay quá chị dạ, hay quá. Đâu phải muốn ăn là ăn đâu em phải trả lời được, phải giải thích được. Đúng. Sơn La nào ở Châu Đốc? Câu hỏi nghiêm túc bắt đầu. Ẩm thực nào đặc sắc ở Sơn La? Ẩm thực nào đặc sắc ở Sơn La? Ở đâu? Cao gác bếp. Chính xác. Món gì nữa? Cá nướng gập. Chính xác. Cá tấm là gì nè? Cá này đi. Cá tấm giòn gừng xả. Cá tấm giòn xào xả ớt. Một vậy? Món nữa đó chính là cơm lam. Là mình ăn. Và với câu hỏi này thì cả ba đều đúng. Cả ba đều ăn. Yeah. Được ăn. Thử con này đi, nãy giờ chưa ăn con này nè. Rồi bây giờ nấu cái gì vậy? Nấu cái gì mà tự nhiên có cái gì? Ô trời, có một cái trái gì lâu lắm mới thấy nha. Từ. Cái này trái lời kim ma đó. Mày bà. Cái gì? Cái này trái thanh long. Thôi đi, để em đi, phá quá. Bây giờ vậy các em nhìn đi. Ở trên bàn của chị có gì? Nếp nè, lá dứa nè, gấc nè, nước dừa nè, nghệ nè, lá cảnh nè ha. Một con gà. Đó, gà này là gà rừng. Trời ơi. Vậy có nghĩa là bánh chưng nhân gà rừng. Bây giờ chị đố các em với những cái nguyên liệu này thì ngày hôm nay mình sẽ nấu món gì? Món xôi gấc nấu nước dừa với nghệ, ăn với gà, được nấu với lá dứa và lá cẩm. Đó. Cái tên nó hơi dài á. Có gì chưa hỏi gì đi. Chứ sao? Ngày hôm nay món ăn chính của chúng ta có tên là xôi ngũ sắc và thịt gà nướng. Trời ơi. Một cái món ăn thật là bất ngờ. Nghe mà thích mà chảy ngay nước miếng chị à. Thiệt không các em? Chúng ta hãy bắt tay vào làm đi chị. Nhưng mà trước khi mình làm thì mình phải biết được cái ý nghĩa món ăn này như thế nào. Đúng rồi chị. Đó, món xôi ngũ sắc và gà nướng Tây Bắc này là một đặc sản của các dân tộc trên miền núi rừng Tây Bắc. Tây Bắc. Dạ. Đó. Nghe cái tên ngũ sắc là mình biết nó có năm màu rồi đúng không? Đúng rồi. Và những màu đó là những màu như là xanh lá nè, màu cam nè, màu tím nè, màu vàng và màu trắng. Và năm màu này tượng trưng cho năm màu trong ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ. Đúng rồi. Và đối với các dân tộc ở miền núi rừng Tây Bắc thì đây là một món ăn không thể thiếu trong dịp lễ Tết. Và
với hy vọng là khi mà ăn món ăn này thì sẽ có một năm mới mưa thuận gió hòa và bình an. Bây giờ chị sẽ đố các em. Dạ. Các màu này sẽ được làm như thế nào? Em biết. Mời. Đây, màu này là màu trắng của nước cốt dừa. Đúng. À, cái đó là mình để nấu chung cho tất cả các màu luôn á em gái. Wow. Trời ơi, xem hay quá vậy Mimi. Trời ơi, em biết mà, em cũng là dân nấu ăn mà chị. Trời ơi, quá giỏi luôn. Trái gớt này sẽ lấy ra màu đỏ. Nhìn là biết rồi, cái này là củ nghệ nè, đúng không chị? Đúng như cái này củ nghệ nó có một cái màu vàng rất là đẹp. Màu vàng cam. Vàng cam. Và tiếp theo hai món này đi Mimi nói đi. À, còn đây là lá cẩm. Lá cẩm sẽ cho ra màu tím. Màu tím thủy chung. Tím đợi chờ. Rồi còn cái này. Lá dứa. Sao lá dứa có màu gì không biết luôn. Lá dứa sữa hả? À, xanh sữa. Đúng là cái màu đó rồi. Ai, chán thiệt. Và thưa quý vị, màu lá dứa này để làm cho xôi có màu xanh lá cây. Trời ơi, hay quá. Đúng là người phụ nữ của gia đình đó. Hôm nay chị Dạ sẽ nấu cho tụi mình ăn nè. Đâu có. Ủa chứ sao chị? Hồi nãy hai đứa có nhớ là hai đứa chọn màu không? Em sẽ chọn màu trắng với màu vàng. Màu cam, cà rốt với màu xanh. À, là có nghĩa là hai anh trai đó sẽ vô đây nấu cho mình ăn. Đúng rồi, mấy anh trai. Không có. Mấy màu mấy em chọn là mấy em phải làm xôi có màu đó. Trời, là có nghĩa là lúc nãy em chọn màu vàng và màu trắng là bây giờ em phải làm xôi màu vàng và màu trắng. Đúng rồi. Vậy mà xôi màu trắng thì đâu cần bốn màu. Nhưng mà cần nạo dừa. Em phải khui nước dừa chứ. Em mới có nước dừa để em nấu xôi. Đúng rồi. Còn màu vàng thì thật sự trời ơi, đây là một cái nguyên liệu mà chị khá là sợ. Bởi vì mỗi lần mà mình làm xong á thì phải một tuần sau mới phai màu. Hay à. Nó dính vô tay hả chị? Đúng hay rồi à. Em bù trừ thôi, được cái này sướng thì cái này hơi cực. Còn Hải Triều là màu gì? Màu xanh và màu của trái gớt. Đúng rồi, chỉ có riêng chị thôi. Người con gái Huế, màu tím thủy chung đợi chờ. Ủa là cuối cùng bà làm có một cái một thôi. Đúng rồi em, thì hồi nãy tụi em chọn rồi. Thì còn cái còn lại là của chị. À. Chị đâu có quyền lựa chọn đâu đúng không? Vậy là hiểu rồi, là tụi mình chỉ làm hai cái phần xôi thôi chị yêu. Đúng rồi. Còn cái phần mà màu tím là chị Dạ. Đúng rồi. Gà cũng là chị Dạ. Đúng rồi. Đâu quá. Đâu, gà là tụi em luôn. Vậy? Bởi vì chị là... Ủa, tụi em đâu có chọn con gà nào đâu. Không, nhưng mà con gà này là của chung. Ba đứa cùng làm. Rồi gà này rất là dễ. Tại vì chị là phụ nữ mà chị đã có công đi lên rừng bắt gà về. Làm sạch sẽ con gà này. Tắm rửa sạch sẽ cho tập thể dục hết rồi. Chị đi bắt gà. Đúng như vậy, cực khổ lắm bắt được con gà rừng. Em biết gà rừng mà nó chạy nhanh dữ lắm. Trời ơi, chị đúng là một người phụ nữ đảm đang mà. Cho nên là bây giờ cái nhiệm vụ làm gà là của tụi em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm món xôi ngũ sắc và gà nướng Tây Bắc. Mọi người nhớ đón xem nha. Vô. Oh yeah. Rồi vô. Thành công nha chú nha, vô. Bây giờ là trái gớt này. Thì chúng ta sẽ cắt trái gớt này ra. Cắt hư. Dạ. Chương trình cho em gớt vô ạ. Cái gì vậy? Đứng im đi chị, bao đi chị, mình biến cái gớt. Đây, cái gớt này á là mình phải lấy cái vỏ ra ha. Sau đó thì mình lấy cái thịt của gớt. Hay quá. Mình cho vào một cái tô. Wow. Rồi mình cho một chút xíu rượu vào đây. Yeah, rồi mình sẽ dùng bao tay đeo vào mình bóp. Ủa mà mình để một chút xíu rượu đi vô làm gì chị? Hả, mình để chút xíu rượu cho nó thơm cái gớt. Nhớ nha, tách làm sao mà cho hạt á, là với lại thịt gớt là nó rời ra với nhau. Oh. Đó, sau đó thì mình bỏ hạt đi, mình lấy thịt thôi. Thật sự thì hôm nay á, cái trái gớt này ra thì đang có hứng kể chuyện ngày xưa có một trái gớt bổ ra bên trong nó đỏ như bao trái gớt khác, hết câu chuyện. Còn nghệ này cũng vậy ha, chúng ta sẽ gọt vỏ nè, rồi chúng ta băm nhuyễn ra, sau đó thì chúng ta pha với một lít nước, sẽ dùng vải mùng để lược cái nước nghệ. Hay quá chị ha. Rồi các bạn ơi, chúng ta đập dừa để lấy nước dừa đó, thì chúng ta cứ đứng gõ như thế này, khi nào mà nó bể thì thôi, còn nếu mà nó không bể thì cứ đập hoài. Xoay con dao lại thôi, té mẻ dao, xoay dao lại. Yes. Đập. Chị ơi, trái dừa nó cứng đầu quá. Chị ơi, mình nấu xôi không cần nước dừa đâu không chị? Phải cần em ơi. Chọn cái màu gì đó mà khó, giờ phải lột. Trời ơi chị ơi, đúng là có công mà sắc của ngày nên kim, đập nãy giờ nó bể rồi chị. Đưa em cái thau, đưa em cái thau. Đưa em cái thau coi, trời ơi, cái tô cũng được.
Đây. Trời ơi, cái này phải có sức đàn ông mới đập được nha. Ê, ồ. Ôi, ôi, ôi. Rồi, hay quá. Thôi cái này vô đây tách ra không? Từ từ. Chừng đứt tay nha, bị áo bé lắm. Không sao. Đây, có nước rồi mọi người ơi, thấy chưa? Ui, vậy là BB xong một màu rồi đó. Trời ơi, nè, cơm dừa ngon quá. Chị sẽ đi làm màu tím này nha. Mấy đứa ở đây làm tiếp màu của mấy đứa nha. Dạ rồi. Chị đi xíu về ngay. Chị bước vô bước ra kêu người chương trình làm cho chị phải không? Đúng không? Chị làm gì vậy? Chị thủ đoạn lắm. Đồ thủ đoạn. Bây giờ BB sẽ tách nghệ ra và sau đó là cắt nghệ để làm màu vàng. Nghệ cũng là một nghệ thuật, người cắt nghệ cũng là một nghệ sĩ. Đúng rồi. Mình phải đợi cho nước sôi rồi mình cho cái lá cẩm này vào đây. Đó. Rồi chút xíu nữa nó sẽ ra một cái màu tím rất là đẹp. Đó là màu tím của thủy chung, của đợi chờ. Ủa? Được cái màu đâu? Người chương trình chưa làm kịp. Chị đang nấu em style á. Trời ơi. Đây, chị ơi. Em là màu đỏ của tôi đã làm xong, tôi để đây chút xíu nữa up story. Rồi. Bây giờ chị sẽ ướp gà ha. Đây là những cái nguyên liệu ướp gà và dạ sẽ ướp theo cách của dạ. Đầu tiên là sẽ có sa tế nè. Giờ dạ sẽ cho những cái nguyên liệu này vào. Ủa chị, nhưng mà em nhớ thường thường người ta sẽ có tỏi với lại hành này kia vô trước mà phải không? Từ từ mình băm sao đó. À vậy hả? Mình sẽ cho nguyên liệu vào cái chén này, mình trộn đều lên thì khi mà ướp nó sẽ rất là đều, rất là đúng ngon. Đúng là theo cách của chị dạ. Chị dạ làm ngược với người ta hoàn toàn. Hạt nêm nè, muối nè. Từ hồi đó giờ chị dạ làm rất là kiểu mà ướp gà là phải có muối. Không, mà chị làm rất là chuyên nghiệp, nghĩa là chị đã quá quen rồi, trên chị không cần cân gì chứ không không. Đúng rồi. Không nêm nếm gì luôn, không cần phải một đo lường. Xíu gọi là đường. Chắc đây là cái món tủ của chị khi ở nhà mà... cho mấy em đúng không? Mấy con đúng không chị? Đúng rồi. Khi mà nướng chiên á là mình phải bỏ đường ít thôi, bỏ nhiều quá nó sẽ bị khé. Hay quá chị ơi. Trời ơi. Trời ơi. Hay quá nè, con dao cắt tới đâu, lá đứt tới đó. Thời gian trôi thật là nhanh, mới đó mà BB đã cắt xong ba củ nghệ rồi. Dạ. Hải Triều đã cắt xong mấy lá dứa này rồi. Đây, chúng ta sẽ bỏ lá dứa vào trong cái cối đá này. Và chúng ta sẽ lấy cái chài đá này, chúng ta sẽ giã, giã thiệt là mạnh. Ê chết cha, quên lá cẩm, quên lá cẩm. Bà này, bà cố tình mới cho mình làm. Nè, sau khi chúng ta nước lá cẩm tới người à, đây hay khi... quá, màu tím rất là đẹp. Chị nấu được nhiều dữ vậy. Và thì trong đó, khi chị dạ đi lấy nước lá cẩm thì Hải Triều cũng đã dắt được một tô nước lá dứa. Bây giờ mình lo làm nghệ làm màu đủ thứ chứ mà sao mình không làm sôi chị? Thì đó, từ từ thời gian mà cái con gà nó thấm á thì mình sẽ nấu sôi phải không? À, đúng. Bây giờ dạ sẽ dùng cái cọ này để cho nguyên liệu ướp lên con gà rừng này. Rồi bây giờ mình ướp gà đã xong ha, mình sẽ tiếp tục với cái phần gọi là cho nếp vào các màu. Xong rồi cái đó. Nếp này mình một chút xíu là mình bỏ vô để mình làm cái nếp màu trắng. Rồi, chị nghĩ rất là phải làm cái tô bự đi. Dạ, để nó có rồi. Diện tích. Đúng rồi. Bây giờ là em thích màu xanh đậm hơn, cho nên em đổ hết tô. Và tiếp theo đó là gấc. Gấc thì tại vì nó sẽ không lỏng như những cái màu khác cho nên mình bỏ vô. Mình phải trộn lên. Bóp đều. Ôi chưa gì em thấy nó vô màu rồi nè chị. Đúng rồi, màu vàng hay chị quá. Chị nó có màu rồi nè mọi người. Đó, màu vàng. Màu bằng tự nhiên rất là đẹp. Trời ơi, màu đỏ nè mọi người, xinh không? Đó. Mà ăn cái này rất là dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe luôn. Đúng rồi. Đúng như vậy. Trời tính ra này tiện quá hả chị, mình ở nhà mình cũng có thể làm được, đâu cần phải ra mua làm chi đâu. Sau khi mà mình chờ cho màu nó thấm vào trong nếp á thì mình sẽ làm gà. Nướng gà. Nướng gà. Rồi hai người kẹp gà đi, để em nhóm lửa. Ok. Trời đất ơi. Cực. Gì vậy? Chị, cho em mũi cây nha, em qua em kẹp con gà này trước rồi đó. Thôi, bỏ đi. Bây giờ mình lấy con gà ướp ra. Bi Bi ơi, đàng hoàng đi Bi Bi, trời ơi, tí cấu đi không có ăn á. Trời ơi, thì em phải làm vậy để cho khán giả thương chị. Rồi, cho con gà tình. Vào. Mình dở lên luôn đấy. Đó. Mình kẹp theo chiều nào chị? Đó. Khổ quá. Chiều ngang. Thì hai ống lận em. Làm những cái sung sướng không ai còn tắm phải vất vả kiêng ống nữa đâu phải chặt củi bằng tay để nấu ăn bụt ăn bụt. Bi ơi, có lửa chưa? Dạ có rồi chị ơi, chết dở quá, có lửa rồi mọi người ơi. Rồi mình đem con gà này khổ quá để lên. Trời ơi. Từ nãy tới giờ không có miếng lửa nào là dạ, sao? Dạ. Hai
hay quá, baby chùm lửa để con gà vô chín liền á chị. Mẹ và em đừng la con nữa. Không có lửa chín con gà là nhịn đói nghe chưa. Mẹ và em đừng la con nữa. Ê mình giống hai mẹ con già cám quá. Bây giờ là chị với Triều sẽ lấy những cái xôi này và cho vào những cái rổ như thế này để mình đem đi hấp. Và đây là thành phẩm sau khi chúng ta ngâm nếp. Trời ơi, đẹp quá là đẹp luôn mọi người ơi. Sắc ha. Nhìn là muốn ăn ngay. Sắc khoan và đợi em hấp lên rồi mới. Ủa? Ăn chứ. Mày hấp tốt. Bây giờ hãy làm theo sự hướng dẫn của chị. Dạ. Đầu tiên chúng ta hãy mở cái nắp nồi ra. Hãy mở nắp dung ra coi xem trong có gì. Rồi sau đó mình bỏ xôi vô. À rồi, bỏ vô sao? Đó em mình lấy từ bảy em. À mình để đây luôn. Đúng à. Rồi, mình bỏ vô cái sửng ở trong. Ê, cái sửng. Nóng quá. Ê, nóng quá. Tới mời. Ừ. Chúng ta bỏ xôi vô đúng bỏ, không? Wow, đẹp quá. Coi chừng phỏng. Nhưng mà người em ở dưới quê á, má em còn chỉ em vậy nè. Làm gì vậy? Biết làm sao không? Cái xôi nó không có cái lỗ, cho nên mình phải thọt cái lỗ cho nó có nè. Đó. Xăm á hả? Đúng rồi, mình xăm gì nè. Cho nó chín đều gì? Đúng rồi, nó có cái hơi á, nó chín. Xăm xôi đó thì mình đẩy xăm cái xôi. Nắp nồi lại. À, mình đẩy nắp dung vô đi. Để cho xôi chín đều. Trong lúc chờ cho xôi chín thì chúng ta sẽ quay lại đầu cầu của BB. Chị ơi, còn chút xíu nữa. À, chín rồi. Nướng theo kiểu nướng rừng Tây Bắc đúng không? Đúng rồi. Rồi, đem gà vào. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái mâm này. Cái mâm rất là đẹp. Đây, cái mâm này. Mình lấy một cái lá chuối đẹp nhất. Đây, cái này đi chị. Cái nào? Đó. Rồi, mình xếp cái sắp giả lá chuối này lại. Baby! Chị không tưởng tượng được luôn á, em ăn cái gì vậy baby? Hồi nãy chị nói thì sao? Dạ. Chị nói là phải đợi trưng bày ra mình bưng lên mâm đàng hoàng mới ăn. Không ăn nữa. Em coi nó chín chưa, tại vì mình nướng kiểu này nè, ướt thì bị sống. Thôi không ăn. Trời ơi, phải cái thèm cái khác gì đâu chị ơi. Chị chứ còn gì nữa. Ủa, chị ơi mấy cái à đây. Khang mình lên lá chuối. Để con dành. Gà lên. Nhanh lên, trang nghiêm, trang trọng đàng hoàng. Rồi bánh nó ra. Có được không? Được, từ cô chân quéo cái đầu nhỏ. Tay chân con nhỏ, trời ơi, nó mất cái cù lẳng rồi. Ây da,